Hello, xin chào tất cả anh chị em theo dõi video của Tiến ngày hôm nay. Hôm nay Tiến sẽ chia sẻ cho anh chị em về một cái thông tin rất là tuyệt vời của Dezu. Dezu là một trong những công ty về phát triển về trí tuệ nhân tạo. Đây là một trong những lĩnh vực mà đang là hot nhất trong cái cách mạng 4.0 hiện nay. Đối với về cái trí tuệ nhân tạo này thì tất cả các quốc gia, các tập đoàn, các tổ chức nào họ cũng muốn là đang thống lĩnh cái thị trường về trí tuệ nhân tạo. Bởi vì trí tuệ nhân tạo là một cái công nghệ đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học 4.0. Thì Dezu đã phát triển từ ngày 5 tháng 12 đến nay là được 17 tháng. Và trong 17 tháng thì cái tốc độ phát triển của Dezu thì những anh chị em nào mà chúng ta đã theo dõi cái dự án Dezu này trong suốt hơn một năm vừa qua thì anh chị em thấy rằng là cái giá trị cổ phần của Dezu hiện nay đã tăng từ khi bắt đầu là bán cổ phần, từ khi bán cổ phần đến hiện nay là 17 tháng thì cái giá trị cổ phần là tăng 350%. Có nghĩa là khi những anh chị em nào mà tham gia đầu tiên thì hiện nay tài sản của anh chị em đã tăng lên 350% rồi. Ví dụ như là anh chị em nào mà đầu tư 1.000 đô cách đây là hơn một năm thì anh chị em cái tài sản của anh chị em đã hiện nay nó là 35.000 đô rồi. Đây là một con số chỉ có chúng ta tham gia các dự án này, mua cổ phần doanh nghiệp trước IPO thì chúng ta mới thấy được cái sức mạnh của cái lãi kép, sức mạnh của cái cổ phần mua cổ phần trước IPO. Thì đây là một trong những bí mật của những kẻ gia tăng tài sản một cách nhanh chóng của các cái tỷ phú trên thế giới. Thì Tiến điểm qua một chút về cái giá trị cổ phần của Dezu. Đầu tiên thì chúng anh chị em hiểu rằng Dezu là phát triển là cái trí tuệ nhân tạo bởi một cái nhóm kỹ sư ở người Nga và đã xin giấy phép kinh doanh ở châu Âu và đã xin cái mã chứng khoán ở châu Âu, và Dezu cũng thành lập 3 công ty ở châu Âu ở cái đảo Síp. Thì đây là một trong những cái quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, sáp nhập vào Liên minh châu Âu. Như vậy là Dezu chúng ta hoạt động trong cái lĩnh vực là tuân thủ các luật pháp của châu Âu và luật pháp của nước Nga và các cái luật pháp của các cái nước công ty đã xin phép kinh doanh ở đó. Cho đến hôm nay thì Dezu đã được 17 tháng rồi, bắt đầu ngày huy động vốn là ngày 5 tháng 12 năm 2019. Thì Dezu tổng phát hành là 200 tỷ cổ phần và bán ra công chúng là 10%, tức là 20 tỷ cổ phần. Trong cái 20 tỷ cổ phần này thì chúng ta mua, anh chị em nhà đầu tư ban đầu mua và chúng ta nhận, có những anh chị em thì chúng ta đăng ký và nhận cổ phần tặng và làm các nhiệm vụ. Thì ban đầu thì anh chị em làm cách đây hơn một năm thì anh chị em nhìn làm nhiều thao tác thì anh chị em có thể là nhận đến 950 cổ phần. Dần hiện nay là nếu như anh chị em làm hết mà đúng đủ các cái thao tác thì anh chị em cũng có thể nhận đến là 500 cổ phần. Đấy. Thì cái giá trị cổ phiếu ban đầu của Dezu là 0.02 đô. Đến tháng 9 năm 2020 thì Dezu tăng giá trị cổ phần lên là 0.03, và tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì sau khi mà cái sản phẩm Dezu S ra đời là đã kiếm tiền cho Dezu và Dezu đã trả cổ tức là vào tháng 12 năm 2020 thay vì cái kế hoạch ban đầu là tháng 12 năm 2023. Như vậy có thể thấy là Dezu đã phát triển đi trước cái kế hoạch của mình là 3 năm. Đấy, 3 năm. Và hiện nay cái giá trị cổ phần của Dezu là đang ở mức là 0.09 đô, rất là rẻ đó. Đấy, nó là rẻ thế nhưng so với các cái cổ phiếu các công ty khác mà cùng lĩnh vực đầu về mua cổ phần giá trị trước IPO thì Tiến thấy là Dezu là ra sau thì phát huy động vốn sau thế nhưng mà giá trị cổ phiếu lại lớn hơn các công ty mà thậm phát huy động vốn cách đây gần chục năm rồi, 4-5 năm rồi. Thế thì Dezu là bởi vì Dezu đi trước kế hoạch mà. Bởi vì anh chị em có thể thấy rằng là cái trí tuệ nhân tạo nó tốc độ phát triển nó rất là nhanh. Khi mà có nền tảng, có cơ hội khi nó phát triển rồi thì cái tốc độ phát triển nó là rất là nhanh, có thể lên gấp 10 lần, thậm chí là hàng trăm lần. Đấy, so với các cái hoạt động thông thường. Đấy.
Thì thông tin là DGU thông báo cho anh chị em là một cái thông tin là vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021, tức là chúng ta chỉ còn một tháng nữa thôi, từ nay đến mùng 1 tháng 7 chỉ còn một tháng nữa thôi, thì để anh chị em sở hữu cái giá trị cổ phần của DGU là 0.09, còn mùng 1 tháng 7 là công ty sẽ tăng giá lên là cổ phiếu là 0.12 đô. Thì anh chị em nào có thể chúng ta nhân với cái giá trị tiền Việt Nam, chúng ta cũng phải hơn 2.000 đô, hơn 2.000 rồi, hơn 2.000 một cổ phiếu rồi. Đấy, hơn 2.000 tiền Việt một cổ phiếu rồi. Đó là một trong những cái thông tin mà Tiến muốn chia sẻ cho anh chị em hôm nay. Đây. Thông tin ra những cái thông tin rất là hay cho anh chị em xem. Anh chị em có thể vào cung cấp thông và xem một số các thông tin ở trong cái bảng thông tin này, anh chị em sẽ thấy được cái DGU hoạt động như thế nào. Và DGU đã tham gia cái hội nghị mà công nghệ blockchain toàn cầu ở Dubai. Và DGU đã ký biên bản hợp tác, gọi là ký biên bản ghi nhớ về hợp tác với cái quỹ đầu tư là BR lớn nhất ở châu Âu. Và đây là một trong những cái bước đi, là bước quan trọng là đối với DGU. Đấy. Và DGU hiện nay cũng đã cung cấp cho chúng ta hai cái sản phẩm, đó là DGUS và cái DGU Farm. Thì và DGU Farm rồi thì nó hết cơ hội cho anh chị em rồi. Ngày 31 tháng 5 thì DGU Farm là hết dừng hoạt động rồi, là anh chị em đã nhận được các phần thưởng của mình, và anh chị em là Farm vào để giao dịch bên giao dịch để phí đấy. Đấy, thì đây là một trong những dự án Tiến đánh giá rất là cao, là một trong những dự án rất là cao. Đây anh chị em có thể thông tin và anh chị em đọc đây. Đấy, mua mã token Boom Farm dành cho các nhà đầu tư DGU đã kết thúc rồi, chúng ta kết thúc rồi, anh chị em vào sau không được đâu. Và cái hội nghị thượng đỉnh lớn nhất thế giới ở AIBC Dubai Summit 2021, đây Tiến vừa nói đây là cái hội nghị về cái công nghệ blockchain ấy, toàn cầu đấy, thì DGU là một trong những cái dự án được đánh giá rất là cao. Đấy, anh chị em có thể cũng cập nhật cái thông tin. Đây là một trong thông tin thì Tiến đặc biệt Tiến lưu ý với anh chị em thế này. Qua 17 tháng thì DGU đã từ 0.02 đô mà lên 0.12 đô. Đây là một trong những cái dự án mà cái tốc độ phát triển rất là cao. Đến cuối năm nay thì DGU dự kiến sẽ mua lại cổ phần của các cái nhà đầu tư ban đầu. Thì đây là một cái những cái thông tin chính Tiến chia sẻ trong video này nhanh gọn thôi. Còn anh chị em nào muốn chúng ta muốn tìm hiểu thêm, hiểu sâu thì chúng ta có thể đăng ký vào cái đường link Tiến để ở dưới video này. Thì anh chị em nhận cái cổ phần miễn phí và Tiến sẽ tặng anh chị em mỗi chị em 100 cổ phần, và anh chị em hãy khám phá, và chúng ta lên YouTube, lên Google, anh chị em sẽ tra thông tin về DGU và xem xét DGU hoạt động cách thức như thế nào. Theo về bản thân Tiến thì Tiến cũng làm nhiều các video chia sẻ rồi, nhưng về góc nhìn của Tiến thì đây là một trong những dự án là sẽ anh chị em sẽ có cái được là lợi nhuận rất là nhanh, bởi vì chính ngay bản thân Tiến thôi, mà ngay bản thân Tiến ban đầu vẫn làm thôi thì cũng bất ngờ về DGU và tốc độ phát triển rất là cao. Do vậy Tiến hiện nay Tiến đang trả góp hai gói, đó là 10.000 đô, là tổng là 10.000 đô. Đấy, và Tiến cũng đã đầu tư được hơn 2.000 đô ban đầu rồi, và hiện nay đang trả góp 2.000 đô một gói, là đây gói hai gói mừng là tổng, là cũng là nếu tổng vào hai gói này thì cũng rơi vào các cái gói Tiến mua trước thì chắc cũng là nếu mà chúng ta trả hết thì cũng được khoảng 500.000 cổ phiếu. 500.000 cổ phiếu là một con số không hề nhỏ anh chị em ạ. Với DGU hiện nay, nếu như anh chị em để đến sang giai đoạn mà qua mùng 1 tháng 7 mà anh chị em vào ấy thì anh chị em phải mua với cái giá là 0.12 đô. Mà 0.12 đô thì anh chị em cứ nhân thử, đến ví dụ anh chị em mua được cái 500.000 cổ phiếu của nó thôi thì anh chị em cũng phải bỏ ra mất khá là nhiều tiền đó. Ví dụ 100.000 cổ phiếu của DGU bây giờ anh chị em phải bỏ ra là 12.000 đô rồi anh chị em ạ. Đây là một con số là anh chị em phải cân nhắc để nghiên cứu cái dự án này, bởi vì Tiến chia sẻ lên đây để cho anh chị em nắm bắt các thông tin, còn cái quyết định hay không tham gia hay không là đó là cái quyền lựa chọn và quyền cái là do góc nhìn của anh chị em. Theo bản thân Tiến thì đây là một cái dự án sẽ cho chúng ta cái lợi nhuận rất là nhanh trong năm 2021 này cũng như năm 2022. Đây là và cái kế hoạch của công ty DGU thì DGU sẽ trả cổ tức là 2 tháng à 2 lần một năm, và trong những cái thời gian
tương lai trong thời gian tới, có thể năm 2023 thì các cái sản phẩm mà DeepSeek ra thì DeepSeek sẽ chia cổ tức quý một lần, tức là 3 tháng một lần. Đây là những cái điểm nhấn mà tạo ra cái giá trị cổ phần của DeepSeek. Thứ nhất, một là công nghệ về trí tuệ nhân tạo là một công nghệ siêu đỉnh. Cái thứ hai là về pháp lý, mã chứng khoán eSIN xin phép thành lập ở châu Âu rất là ok đúng không ạ? Xuất phát là dự án của Nga cũng rất là tuyệt vời, là một trong những điểm nhấn. Cái điểm thứ ba nữa là gì? DeepSeek phát hành ra bán trong tổng cái số lượng cung của mình cổ phần ra, DeepSeek chỉ phát hành ra 200 tỷ thôi, còn không phát hành thêm. Và DeepSeek chỉ bán đến 10%, tức là bán vừa cho vừa tặng các hình thức là 10%, tức là khoảng 20 tỷ thôi. Nó rất là ít thôi anh chị em ạ. Nó rất là ít. Cái điểm thứ tư nữa là gì? Trong 17 tháng hoạt động thì DeepSeek từ 0.02 lên đến 0.12 đô. Đây là một sự phát triển 350%. Anh chị em ạ, nếu như anh chị em đầu tư hiện nay với cái tốc độ và tính lưu ý trong cái kế hoạch của DeepSeek thì DeepSeek là phát triển là tăng giá trị là đến gì? 10.000% anh chị em ạ. Cổ phiếu của DeepSeek tăng đến 10.000%. Anh chị em có thể vào trong cái chữ U này này, anh chị em xem cái bảng thông tin. DeepSeek tăng 10.000% trong vòng khoảng độ 5 năm tới. DeepSeek có thể tăng giá đến 10.000%. Đấy. Thì anh chị em lưu ý một cái điểm là nữa là DeepSeek trả cổ tức của chúng ta 2 năm một lần và hướng tới là cái 3 tháng là 2 lần một năm và hướng tới là 4 lần một năm. Thì đây là một trong những cái điểm nhấn để cho anh chị em thấy rằng là cổ phiếu của DeepSeek nó có giá trị rất là cao trong tương lai. Trong tương lai không xa nhá, để xem lưu ý nhá. Và cái điểm tiếp nữa một tiếng chia sẻ cho anh chị em là gì ạ? Là những cái sản phẩm của DeepSeek này nó không chịu tác động của đại dịch, không chịu tác động của cái thị trường ở bên ngoài, tức là anh ở bên ngoài ví dụ đại dịch hoặc thiên tai họa gì đi chăng nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc sản xuất và cung cấp sản phẩm mà, nhưng với DeepSeek thì hoàn toàn không chịu tác động. Đấy là một trong những cái điểm rất là hay mà tạo nên cái giá trị của một loại cổ phần doanh nghiệp. Và cái cổ phần DeepSeek là một cổ phần về trí tuệ nhân tạo, thì hiện nay trong cái thị trường đầu tư 4.0 và huy động vốn thì chưa có một công ty nào là huy động vốn trong lĩnh vực này. Đây là một trong những cái cuộc cách mạng về trí tuệ nhân tạo 4.0. Đấy là một trong những lý do Tiến khuyên anh chị em là chúng ta hãy cân nhắc để chúng ta tham gia vào cái dự án này, chúng ta nghiên cứu và chúng ta có thể là chúng ta đã tham gia trong mua cổ phần của nó. Bởi vì từ nay đến cuối năm, nếu như giá trị của DeepSeek tháng 7 nó là 0.12 đô thì trong những cái năm ví dụ đến tháng 10 và tháng 11, tháng 12 thì rất có thể là công ty DeepSeek, cái giá trị cổ phiếu của DeepSeek nó sẽ tăng từ 0.4 đến 0.5 đô trên một cổ phần, và lúc đó thì anh chị em bán đi cũng được, không sao cả. Đây là một số những cái thông tin Tiến cung cấp cho anh chị em để anh chị em biết thêm về cái dự án DeepSeek này. Anh chị em nào quan tâm và chúng ta làm trong lĩnh vực đầu tư về dài hạn và đầu tư về giá trị xây dựng cổ phần doanh nghiệp 4.0 thì anh chị em có thể là đăng ký ở dưới cái đường link Tiến để cái video này. Đấy, hoặc có thể liên hệ số điện thoại là 0975 362 586. Cái số điện thoại này là số điện thoại chính của Tiến, là sử dụng Zalo và sử dụng Telegram. Anh có thể em liên hệ và Tiến sẽ hỗ trợ anh chị em đăng ký và đầu tư và làm mọi cái thủ tục cần thiết. Nên là kết thúc video thì cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi video của Tiến ngày hôm nay, và chúc tất cả anh chị em là tham gia dự án DeepSeek này chúng ta có cái bước đột phá tài chính năm 2021 này. Xin cảm ơn tất cả anh chị em.